Mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên trong ngày hôm nay bước ra sân khấu. Mời bạn. Chào em tên gì? Dạ em chào chị, em tên là Lê Thị Bạch Quý. Nay em 23 tuổi. Dạ em đang làm lễ tân khách sạn chị. Lễ tân khách sạn dạ. Để xem chàng trai của chúng ta sẽ làm nghề gì, bao nhiêu tuổi đây. Xin mời chàng trai xuất hiện. Xin chào. Xin chào anh. Xin chào tất cả các bạn khán giả. Mời bạn ngồi. À, bên đó có Bạch Tuyết, bên đây chú Lùng nha. Có lùng không? Lùng không? Cao 1m51. Bạn tên là gì? Dạ em tên Đăng, Nguyễn Hải Đăng, 31 tuổi, đang làm nghề công nghệ thông tin. Trời đất ơi, 31 tuổi mà tới đây kiếm người yêu gì? Ta thường ta tới kiếm đây khoảng 20, hai mấy chứ 31. Đáng lẽ có người yêu rồi đúng không? Đáng lẽ có rồi nhưng bây giờ không có. Đó giờ có mấy người yêu rồi? Dạ cũng 4-5 người. Ha, ít quá ha. Năm đó có 4-5 người yêu rồi còn em. Dạ 6-7 người rồi chị. Rồi 49 gặp 50 luôn. Mới có 20 mấy tuổi mà tới 6-7 người yêu vậy rồi. Người yêu đầu tiên là hồi nào? Dạ em quen người đầu tiên lúc em 19-20 tuổi á chị. Mà không có dài, dài nhất là khoảng 2 tháng với em à. Còn nhanh nhất là 2 tuần. Dạ đúng rồi. Được rồi. Cái gì mà nhanh dữ vậy? Ai bỏ ai mà nhanh dữ vậy? Dạ em rút. Em rút hả? Dạ. Vậy là qua cầu rút ván nha. Bây giờ cái mối tình cuối cùng á, mối tình gần đây nhất là cách đây bao lâu rồi? Dạ chắc cũng khoảng 2 tháng trước. Đi đâu mà quen có 2 tháng bỏ ta rồi em. Người ta thường chia tay á là cả năm người ta trằn trọc, người ta khó chịu, người ta khổ đau vật vưởng, nước mắt chảy ào ào như suối. Bây giờ có 2 tháng đi kiếm người yêu mới là sao? Nhưng mà lý do tại sao em chia tay? Thì thời gian tìm hiểu nếu như mà không hợp thì mình nên chia tay sớm chứ để dùng dần nó cũng không tốt. Em nghĩ như vậy. Thì mình nên yêu cái người nào mà mình thấy thật sự phù hợp với mình. Khó lắm đó nha Linh nè, ca này em khó. Em nói là bên kia rút trước, còn bên đây là ai rút trước? Em cũng rút trước không à. Trời ơi trời. Bên kia là cũng rút trước, bên đây cũng là người rút trước. Hai người này gặp nhau rồi. Và em nhường cho bạn nó rút trước quá. Trời ơi, chưa quen tên rồi rút rồi. Được. Em nhưng mà bây giờ nè, em là Bạch Tuyết nhưng mà bây giờ người lùng em có thích không? Dạ em thích cao khoảng 1m7 lên chị. Bây giờ bên kia có 1m51 à. Dạ chắc em cũng phải để em coi mặt cái đã. Em còn là gì, thích cái điều gì nữa không? Dạ em thích cái người đó nhìn cái khuôn mặt nó phải vui vui hài hước xíu chị. Nhìn vô là chị thấy bên kia hài hước lắm. Chị thấy bên kia là hài hả? Bên đây nhìn cái mặt hài hước lắm. Chị bảo đảm cái này là bên đây là ưu điểm nè. Trời ơi nhìn cái mặt đó thấy lạ không? Chưa có thấy bảo mặt đảm tôi cần liền bên á. Bên đây chưa thấy mặt nhưng mà bên đây nghe đùng 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 là thấy cái bộ vui rồi đó. Vui bên đây vui. Còn sở thích của em về người yêu như thế nào? Dạ em thích một người hiền lành á. Với lại là không thích một người mập. Không thích người mập đúng không? Dạ. Mập mập cỡ nào? Dạ bự nha nè. Không thích. Bên đây bự lắm à nha. Bên đây mập lắm luôn á. Bên đây mập. Mập dễ thương ha. Lùng quý phái. Dạ. Quan niệm về tình yêu của em thế nào? Dạ hòa hợp tâm hồn với thể xác anh. Hòa hợp tính tâm hồn thể xác. Em có dạ. Thể là sao, hơn. Tâm hồn là sao, thể xác là sao? Tâm hồn thì có thể là giống như giác quan thứ 6 thôi. Rồi giác quan thứ 6 rồi, còn tiếp tục. Còn về thể xác thì có thể là nhìn hợp nhãn. Ủa thể xác liên quan gì vậy? Cái gì lạ vậy? Không có nhiều. Dạ. Quen 5-6 mối tình biết không? Đúng dạ, không? Dạ. Có kinh nghiệm gì hôn không? Cũng có chứ anh. Hùng sao là thích nhất, hùng sao không thích nhất? Cái đó tùy trường hợp. Tùy hoàn cảnh á, không gian á anh. À, cái người đầu tiên hùng vậy cảm giác sao có thể diễn tả nghe được? Không có cảm giác gì hết anh. Sao vậy? Trời ơi. Bởi vậy không cảm giác người ta mới chia tay ông ơi, cảm giác người ta tới luôn rồi không có hòa hợp về thể xác. Giờ chị coi mặt bạn trai kia giùm em nha. Không đâu rồi, hòa hợp tâm hồn mà không hòa hợp thể xác. Mặt thấy ghét không? Chưa thấy mặt ai thấy ghét luôn.
Thì ghét lắm à. Ủa sao hung mà không có cảm giác gì là sao? Thì không có cảm giác thì em nói không có thôi. Đâu giờ em lại em hung chị Cát Tường thì cảm giác cắn hung rồi. Chị không cho đâu. Nếu cho em dám hung không? Cho cũng không hung. Sao vậy? Cái gì vậy? Cho xong hung. Tại vì nó hung xong không có cảm giác mà em có cảm giác nó công mệt. Cảm giác sợ đó ông à. Nhìn mặt ông vui quá. Bao vui luôn em. Bao vui, bao vui. Để tôi coi mặt bên kia coi sao nha. Hello. Dạ. Hai tháng rút hả? Dạ. Em hy vọng bên đây mượt mấy tháng? Em hy vọng không có nhanh quá. Không có nhanh quá đúng không? Càng lâu càng tốt ha. Để coi sao. Để coi sao. Dạ. Cái người bên kia thôi không diễn tả đâu. Thôi cho người ta gặp nhau đi. Rồi bạn kéo màn lên. Kéo màn lên. Nhìn đi, chứa từ tử. Làm hấp tấp như vậy. Chỉ có 2 phút à. Dục tóc bất đạt. Dạ. Chuẩn bị. Vui vui. Nhìn qua cười liền nha. Chào em. Trên rất là hân hạnh được biết em. À, dạ rồi, anh đừng có nói gì hết trơn. Anh ngồi anh cười giùm em. Ủa sao kỳ vậy? Tại cái người của em, mỗi người của em là phải cười đẹp á. Để em nhìn cái nụ cười đó cái đã. À dạ, cười lớn lên. Chuyện đi chứ lẽ nhìn hoài. 2 phút nhìn nhau à. Em hỏi đi, anh cười cho. Hỏi đi cưng, cho hồi nãy em biểu người ta cười đừng có nói thì bây giờ người ta ngồi. Dạ thì cười rồi thì em thấy cũng được. Mà nếu không biết bên đó làm sao thôi. Yeah. Đó, bên đây người ta được hơn bên kia nói đi, rồi hết giờ cười là dạ, nói đi. Em thấy cũng được. Được. Để cặp này ghê nha. Giờ một phút mặt miệng hết rồi phải không? Hết giờ. Trời ơi, cái gì vậy, nãy giờ nói được mấy câu? 3 tiếng đếm để nhấn nút. Mời các em đặt tay ra phía sau thành ghế, vào nút, thấy chưa, đây cái nút. Quay lâu vậy? Này chắc có vợ, chắc vợ đút cơm ăn quá. Sau 3 tiếng đếm, nếu chúng ta không đồng ý hẹn hò thì chúng ta không nhấn nút. Nếu chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau thì chúng ta nhấn nút. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1. Không có cảm xúc. 2. Và 3. Hết thời gian. Mời em. Rồi. Sao em nói cũng được mà em không bấm nút? Được, ý là bạn nó dễ thương, vui tính. Ừ. Chứ còn về cái chuyện kia thì... Chuyện kia là chuyện nào? Chưa biết. Chưa biết. Chuyện hẹn hò á, chuyện hẹn hò. Chưa biết, chưa biết. Dạ. Mà sao không nhấn nút? Thì chưa biết thì sao nhấn nút được, biết chắc mới nhấn chứ. Rồi bạn nữ, bạn có thấy buồn không khi bạn trai không nhấn nút mà mình đã nhấn nút trước? Dạ, em không có buồn, tại bạn đó không nắm bắt cơ hội thôi.